Xin chào anh em. Hôm nay em test bộ Sony 145 nhé. À 140, TDX 140. Đây em test cổng USB này, con này có khiển học nha anh em nhé. Tất cả chức năng vẫn hoạt động ok nhé. Em đang cổng USB này còn rất là mới và đẹp nhé. Còn cực kỳ mới luôn, đẹp luôn. And she said, I've got some news this morning that won't chop to me. Did they really chill the chemistry? Chạy DVD ok hết đấy. Papa said, as he passed around the black eyed peas. Đây đang cắm lên TV đây. Đang chạy USB nhá. Pass the biscuits please. There's five more acres in the lower 40 I've got to buy. Mama said it was a shame about Billy Joe. Anyhow, seems like nothing ever comes to no good. Rồi, em chuyển sang DVD nhá. Chức năng hoạt động hoàn hảo.